Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 136: chỉ có một việc khó nhất ngay trong đời. Tín, nguyện, hạnh là ba điều kiện hỗ trợ bạn vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ba tư lương tịnh độ cần phải đầy đủ, không được khiếm khuyết cái nào. Cái gì gọi là tín? Diệu lý của tịnh độ, tin sâu không nghi, đây mới gọi là thật tin. Hiện tại chúng ta có tin hay không? Rất khó nói. Bạn nói không tin, dường như rất chân thành. Nói bạn tin, đạo lý của tịnh độ vẫn chưa hiểu. Không hiểu là vô minh che lấp, đó là một chướng ngại lớn. Lý nhất định phải hiểu được, nhất định phải đoạn nghi sanh tín, mới chính là tín tâm chân thật. Tâm tâm ngưỡng vọng thế giới cực lạc, niệm niệm đều nghĩ đến thế giới Tây Phương cực lạc, đây gọi là nguyện. Bạn có chân thật tâm tâm niệm niệm ngưỡng vọng thế giới Tây Phương cực lạc hay không? Khi chúng ta tụng kinh niệm Phật, trong lòng vẫn còn khởi vọng tưởng, vẫn đang nghĩ tưởng sằng bậy, có thể thấy được, có miệng nhưng không có tâm. Nguyện chưa tha thiết. Hành là nói tu hành. Hành chính là hành động, chính là tạo tác. Chúng ta hướng về một mục tiêu nào đó mà làm. Chúng ta phải hướng về thế giới Tây Phương cực lạc. Cái mục tiêu này, cái phương hướng này, tất cả những hành động tạo tác của chúng ta phải tương ưng với cái mục tiêu này. Kinh A Di Đà nói với chúng ta phương pháp tu hành là chấp trì danh hiệu, nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo. Ba câu này vô cùng quan trọng. Ba câu này là điều kiện thiết yếu để vãng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. A-di-đà Phật là vô lượng giác, giác mà không mê. Chúng ta niệm một câu A-di-đà Phật này, cái tâm hiện tiền này là giác không mê, thì chúng ta là A-di-đà Phật. Cho nên cái danh hiệu này phải đem cái tâm hiện tiền điên đảo này hồi phục lại, phải đem nó hoán tỉnh lại, từ mê quay về ngộ, từ nhiễm quay về tịnh, từ tán loạn quay về nhất tâm, đây là hành. Chúng ta tưởng tượng xem, tín, nguyện, hạnh chúng ta có hay không? Chúng ta niệm Phật niệm được nhiều năm như vậy rồi, mà tại vì sao không có cảm ứng? Vì không đầy đủ ba điều kiện tín nguyện hạnh này. Ba tư lương tịnh độ không thể khiếm khuyết điều nào, khiếm khuyết một điều thì không được. Một lòng cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc, đây là một việc lớn nhất ngay trong đời này. Ngoài việc này ra, những việc khác đều không quan trọng. Những việc không liên quan, những việc luân hồi, mỗi niệm điều nghĩ đến thế giới Tây Phương cực lạc, việc này là việc quan trọng nhất, việc cần yếu nhất. Tóm lại là phải đem cái sự việc này làm thành một việc quan trọng nhất ngay trong đời này để làm. Phải làm như vậy thì mới có thể có được thành tựu. A Di Đà Phật.
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật.